cách đây ít phút đăng khoa là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Các bạn thí sinh đang có những khoảng cách điểm nhất định, tuy nhiên mọi thứ có thể thay đổi ở phần thi tăng tốc. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tăng tốc số 1. Một tờ giấy được gấp lại và đục thủng hai lỗ như hướng dẫn. Tờ giấy này sau khi trải phẳng sẽ có hình dạng nào bên dưới? Cả bốn bạn đều có chung đáp án là C và người nhanh nhất là Đăng Khoa chỉ mất 0 giây 73. Và Đăng Khoa xứng đáng giành được 40 điểm, 30 điểm thuộc về Thái Tuấn. Thế Hiện giành được 20 điểm và Minh Thiết cũng giành được 20 điểm. Hai bạn cùng trả lời câu hỏi vừa rồi với 7 giây 07. Câu hỏi thứ hai: sắp xếp các quân cờ vua với sơ đồ thể hiện khả năng di chuyển tương ứng của chúng trên bàn cờ. Lưu ý, ô màu đỏ là vị trí đặt các quân cờ trên bàn cờ để xác định nước đi. Mỗi sơ đồ biểu thị khả năng di chuyển của một loại quân khác nhau và mỗi chấm bi biểu thị vị trí trong một nước đi. Những câu trả lời của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều có chung suy nghĩ là B, C, D, A và người trả lời nhanh nhất là Minh Chiết. Và đáp án chính xác của chúng tôi trong câu hỏi này chính xác là B, C, D, A. Chúc mừng Minh Chiết có thêm 40 điểm, 30 điểm của Thái Tuấn. Đăng Khoa có thêm 20 điểm và Thế Hiển giành được thêm 10 điểm. Có vẻ như bạn thí sinh nào cũng rất nhạy bén trong môn cờ vua và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ được sự nhạy bén đó trong câu hỏi được tư duy sau đây. Các bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm, biết rằng mỗi quả táo biểu thị giá trị bằng nhau, tương tự với mỗi quả lê và mỗi quả chuối. Là 16 là Minh Chiết, Đăng Khoa và Thái Tuấn, và Thế Hiển trả lời là 146/9. Và Minh Chiết tại sao lại là 16 ạ? Theo như hàng đào thì có được một quả táo bằng 10, và theo như hàng thứ hai thì có được tổng quả lê và quả chuối là bằng 5. Trừ đi tổng quả lê và quả chuối ta sẽ có được là 4 quả chuối cộng lại bằng 8 và một quả chuối bằng 2, do đó suy ra quả lê bằng 3 và 10 cộng với 3 nhân 2 là bằng 16. Và điều quan trọng là bạn tính tất cả những thứ vừa rồi chỉ trong có 12 giây 48. Và chúc mừng Minh Chiết giành được 40 điểm. 30 điểm thuộc về Đăng Khoa và Thái Tuấn có thêm 20 điểm. Chúng ta sẽ còn một câu hỏi tăng tốc phía trước và chúc các bạn thành công với câu hỏi này. Các bạn hãy cho biết đây là ai? Các bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua phần thi tăng tốc một cách rất nhanh chóng và hãy cùng xem họ đang có bao nhiêu điểm trước khi về đích. Đang sở hữu số điểm 60 là Thế Hiển, 130 là điểm số của Thái Tuấn,
đang có 205 điểm là Minh Chiết và 240 là điểm số của Đăng Khoa. Cảm thấy khá là hài lòng về thi của mình. Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì mình đã vượt qua được phần thi mà em sợ nhất. Thì em cũng không hài lòng lắm. Tại ở câu tính toán em đếm thay vì 5 chữ chuối em lại đếm thành 4 chữ chuối nên ra kết quả lẻ. Vâng, thì em cũng được nhiều điểm nhưng mà các bạn còn lại cũng giành được nhiều điểm không kém, nên là em cũng không coi phần thi tăng tốc này là thành công đối với em. Chưa bước vào vòng thi cuối cùng thì vẫn chưa nói được điều gì ạ. Em chỉ biết cố gắng hết sức và hy vọng rằng may mắn sẽ đến với mình ạ.